má ưng trái tim này, rồi hình vẽ mặt râu này là 3 nha, rồi thêm cả cái khuôn mặt màu xanh luôn, cái da màu xanh lá cây luôn là 4 luôn. Tổng cộng là 4 phần quà cho các bạn lựa chọn luôn. Rồi những bạn nào muốn nhận một trong 4 phần quà này thì nhớ đăng ký kênh của tôi nè, xong rồi like clip này của mình nữa và bình luận tại clip này của mình tên nhân vật của mọi người và chọn ra phần quà các bạn muốn nhận nha. Nhớ nha mọi người. Mình thấy có nhiều bạn mới chơi game á, nhưng mà cái đợt sự kiện lần này á là các bạn bỏ qua một cái nhiệm vụ quan trọng. Cái nhiệm vụ này á nó cũng giúp cho mọi người á một ngày thì các bạn cũng kiếm được một vé đó mọi người. Thật luôn, không cần phải nhặt râu nha mà các bạn cũng có được một vé rồi. Đầu tiên á là các bạn sẽ nhận trước cái nhiệm vụ của Berry đi. Từ sẽ có một cái nhiệm vụ cho các bạn được 90 xu đúng không? 90 xu thì cái nhiệm vụ này là mình thấy rất là hay luôn, cộng với lại 6 quả dao vàng nè. Rồi cái nhiệm vụ xu này nữa nè. Thì nói chung á là các bạn sẽ nhận được một vé miễn phí trong cửa hàng, xong rồi các bạn làm nhiệm vụ các bạn nhận xu, các bạn đổi được một vé nữa. Còn nếu như mọi người mà không thích đổi á thì mọi người có thể tích cho mình được 500 xu 5 ngày luôn nha, có thể là gần 5 ngày, 4 ngày cũng được, 4 ngày đi. Đó là những bạn mà không muốn nhặt dâu nha mọi người. Thì đợt event lần này nói chung là mình thấy sự kiện nó rất là dễ làm luôn. Nhưng có điều á, các bạn biết làm sao không? Cái hộp nó mở cực kỳ xui luôn. Mình mới phát hiện ra một người ở trên nhóm game á, thì hôm qua mở 500 vé, nó vẫn không ra xe nha các bạn ha. Không ra xe. Xong rồi cái sáng hôm nay mình thấy bạn này mới đăng ở trong nhóm á, là bạn này mở tới tổng cộng thêm 500 vé nữa, thì là tổng cộng là 1000 vé, nhưng mà vẫn không ra được cái xe dâu tây nha mọi người. Thì thế nên là mà bạn này nạp tiền á, không phải bạn này cày đâu, cày thì không bao giờ mà mình thấy cày nhiều như vậy được. 1000 vé đâu phải ít đâu mọi người. Thì bạn này bạn ấy bảo là bạn ấy nạp. Trời đất ơi, nạp 1000 vé thì các bạn biết bao nhiêu tiền rồi, bao nhiêu củ rồi, 6-7 củ đúng không? Trời đất ơi. 6-7 củ mà đổi cho một cái chiếc xe dâu tây thì mình thấy nó không đáng xíu nào luôn mọi người, thật sự. Đối với bản thân mình thấy nó không đáng luôn á. Còn mấy anh em mà có tiền, mấy bạn mà có tiền cho sự kiện á thì ok cũng được bình thường thôi. Mà công nhận chua thiệt luôn. Rồi, cái này là được 30 xu nha, nhớ nha, cái này được 30 xu nè. Rồi một cái nhiệm vụ nữa là các bạn sẽ được 90 xu. Bên đây sẽ có một cái nhiệm vụ giúp cho các bạn nhận được 6 cái quả dâu nha, 6 cái quả dâu vàng nữa nha mọi người. Thì đây là nhiệm vụ hái 15 quả dâu thường đi thì mình sẽ hái luôn. Chắc mấy cái này thì các bạn cũng làm hết rồi. Chỉ sợ những bạn mới chơi game thì các bạn bỏ qua thôi. Rồi thì mình sẽ làm nốt luôn cả sự kiện ngày hôm nay, thì mình sẽ làm bữa cuối nha mọi người ha. Tôi làm bữa cuối cùng nữa thôi là mình không cày cái event đợt này đâu, mình sẽ đợi qua cái event mới mình chơi luôn. Event đợt này mình thấy xui quá mọi người. Mở nó không có ra gì hết trơn á. Xui cực kỳ luôn. Rồi 6 quả nè. 7 quả nè. 8 nè. Event đợt này cực kỳ xui luôn. Cày cỡ nào cày thiệt. Mà mình mở ạc cho người ta thì hên nha. Ạc của mình thì nó toàn là hàng rào với khối không à. Hết hy vọng vào sự kiện luôn mọi người. Khó kiếm thiệt luôn á. Mọi người có thấy gì lạ không? Lâu rồi á. Hình như là hết cả cái sự kiện mà các bạn đi tìm á mọi người. Đi tìm dấu á, dấu vết của các hình ảnh á, dấu vết chữ á, thì cái sự kiện nhiệm vụ đó mình thấy nó không có ra lại nữa nha. Mình thấy cái đó vui hơn á. Thì nguyên cái server phải tranh thủ đi tìm các cái dấu tích của chữ nè, hoặc là các cái hình nha, hình vẽ nha mọi người. Nhưng mà cái nhiệm vụ đó thì mình thấy game không có mở lại nữa. Bây giờ tụi mình chỉ có thể là đi trêu map trống và nhặt nguyên liệu thôi. Rồi nhận 30 xu. Cái này nữa là được 15 nè, là 45 này, thì trong đó có một cái 90 nha các bạn ha, một cái 90 và 6 cái quả dâu tây vàng. Thì đây là những cái nhiệm vụ mình thấy cũng khá là ngon. Bạn nào lười cày, lười nhặt dâu á thì nhớ làm mấy nhiệm vụ này cho mình nha. Một ngày các bạn cũng phải được một vé luôn á. Sắp xỉ gần được 2 vé luôn rồi. Để mình bắt mấy con này đi. Đây. Mày hả bự một con này. Rồi hai con nữa nha, hai con bướm nữa. Cái con bọ mới này á, hình như là nó không có xuất hiện ở trong bách khoa toàn thư đúng không mọi người? Các bạn xem hình như không có đúng không? Thì chẳng qua con này nó chỉ là con bọ ở trong cái vườn dâu này thôi. Nó cũng không phải là thuộc dạng gọi là ra bọ mới gì. Ở đâu tiêu rồi? Mày hả bưởi? Không thấy mọi người ơi, nó vô bụi mà không thấy nha. Từ. Mày hả bưởi trốn đi đâu? Hai con nha, hai em, một em nữa mọi người ơi. Đây có một em này, mày xạo hả bưởi, ba em luôn rồi. Ok, 6 quả dâu vàng nha. Làm thêm cái nhiệm vụ 90 xu nữa là cũng ngon rồi. Mình sẽ đổi lấy một vé mình mở luôn đi. Đây, wow,
6 quả dâu vàng nha. Rồi tới cái khúc này nó mới quan trọng nha. Khi mà các bạn nhận thêm cái nhiệm vụ tiếp theo á thì nó sẽ rơi vào hai nhiệm vụ. Các bạn nhìn lại màn hình của mình nè, một là nhiệm vụ cao cấp, hai là nhiệm vụ cái là mất dâu tay thường nha mọi người. Thì nếu như mà các bạn rơi vào cái nhiệm vụ 15 xu á thì các bạn hủy nhiệm vụ cho mình. Rồi các bạn thoát game, các bạn vào lại, xong rồi các bạn nhận lại nhiệm vụ á thì nó sẽ bắt các bạn làm thêm cái nhiệm vụ mới, đó chính là cái nhiệm vụ cao cấp, và các bạn sẽ nhận được 30 xu x 3 lên là các bạn sẽ tổng cộng được 90 xu nha. Thì đây là cái mẹo nhỏ dành cho những bạn nào mà thích kiếm được nhiều xu hơn á, thì khi mà các bạn nhận được nhiệm vụ ít xu á thì các bạn cứ hủy cho mình. Rồi các bạn nhận lại thì nó sẽ cho các bạn làm một cái nhiệm vụ là mức dâu cao cấp nha mọi người ha, cái nước ép dâu cao cấp nha. Rồi các bạn được 90 xu luôn á nha. Đấy, nói chung thì đợt sự kiện lần này thì cũng chỉ có bấy nhiêu thôi nha mọi người. À mà quên, hồi nãy giờ cái map này là cái map trống nha, mà mình không hiểu làm sao cứ mỗi lần mà tôi tìm được cái map trống á là coi như rằng là một lát sau nó bể liền các bạn, nó bể liền luôn. Hôm qua hôm kia cũng vậy, cứ mỗi hôm mà tôi tìm được map trống tôi vào một phát xong rồi lại bể map đó mọi người. Và cái map này bây giờ nó cũng bể mất tiêu rồi nha. Chắc là mình phải tìm lại cái map trống mới thôi, để mình coi thử bây giờ ai đang có map trống ta. Mình nghĩ chắc là bạn này có map trống này, với lại hình như là mở cũng có map trống nha. Mình thấy hai bạn này giữ map hồi sáng vừa mở cái map trống này. Rồi, à đúng rồi, hình như là cái ạc của Chu Tước cũng đang có map trống nha mọi người. Sáng sớm mình vào mình thấy gọi mình qua. Đúng rồi, map trống nè mọi người ơi, map này không có ai nha. Đó, đây mới là map trống nha các bạn ha, map không người nha. Rồi, ok, thôi để mình thoát ra, để mấy bạn kia tele vào á thì nó hay hư map nha mọi người. Rồi, nhưng mà khoan, bây giờ mình cần vào map để mà mình ấy. Mình cần vào map các bạn ơi, mình cần vào map trống. Thôi, map thường cũng được đi, để mình chế tạo mình làm vé chứ quên chứ. Mình quên. Rồi, ok, get go các bạn ơi. Get go. Mình sẽ làm được một vé thôi nha mọi người. Mình lười đi chế tạo quá, hôm qua giờ mình chế tạo quá trời rồi. And rồi một vé này với lại một vé free là 4 vé đúng không ta? Nói chung thì người ta mở 1000 vé thì còn không ra xe, thì lấy đâu mà tôi mở ra được xe đúng không mọi người? Mình cảm thấy nó hơi xui xui nha mọi người. À thôi mình làm một vé đi, 270 mấy đúng không? Chế tạo này, chế tạo này. Rồi 3 vé nha mọi người ha, 3 vé đi, 3 vé đi. Rồi giảm này. Ok giảm này. Rồi giảm này. À đâu? Quên chứ, mình bị nhầm nha mọi người ơi. 100 xu là 2 vé nha. Hồi nãy giờ mình bị nhầm mọi người. Tôi quên, tôi chơi game mà tôi quên mất tiêu. Nói chung một ngày này các bạn kiếm 2 vé free luôn á, với lại một vé các bạn nhận là 3 vé nha. Ngày nào các bạn vào game của bạn mọi người cũng sẽ nhận được 3 vé, 3 lượt mở liên tục cho mọi người. Không cần phải nhặt dâu nha mọi người. Chỉ cần làm nhiệm vụ cho mình thôi. Một ngày các bạn tha hồ mà kiếm được 3 vé, các bạn mở test nhân phẩm cho mình đi. Biết đâu tới cái hôm các bạn mở đúng một vé một mà nó lại ra được xe đúng không? Đời người đâu ai đoán trước được cái điều gì đâu. Đây một vé nữa nè, rồi test luôn nhân phẩm trong cái hộp xe kẹo lăn tròn. Chuẩn bị có hộp mới rồi, cho nên là mọi người nhớ để dành vé carbon với lại kim cương cho mình nha. Rồi hộp đầu tiên. Wow, được cái thấm kẹo kìa. Chán gì trời, chán gì trời. Rồi không sao các bạn ơi, tại vì cái hộp này thì mình cũng đã nhả vía cho mọi người, cho nên là mấy ngày hôm nay tôi biết là mọi người ra được xe nhiều lắm nè, tôi nghi lắm nè. Mấy ngày hôm nay là các bạn ra xe hơi bị nhiều luôn. Rồi test 25 kim cương đi, biết đâu ra ba lô thì sao đúng không? Ui hết hồn, ra được cái mũ nha mọi người ha. Ra được cái mũ giáp nữ chiến binh, nó mà nó ra được cái ba lô chắc mình khóc thét luôn quá. Rồi 8 vé hả? 8 vé ok, vé đầu tiên. Wow, ôi ra được khinh khí cầu nè. À rồi. Sao tự nhiên mình ra khinh khí cầu mình không vui các bạn? Mình ra khinh khí cầu mình không vui ta. Rồi như vậy là mình đã có khinh khí cầu nha. Nhưng mà xe thì mình vẫn chưa có nha mọi người. Xe chắc phải mấy trăm vé nữa. Thiệt, xe chắc phải mấy trăm vé mới ra được á. Thì từ bữa tới giờ mình mở thì cũng sắp xỉ là cũng đâu đó gần cả trăm vé rồi. Thì ra được cái khinh khí cầu là cũng hên lắm rồi mọi người. Hên lắm luôn á. Nhiều bạn mở tới 200 vé còn chưa ra được cái gì nữa kìa. Thôi nói chung là cũng hên rồi, nên là cũng không có đòi hỏi nữa. Rồi hên quá rồi mọi người ơi, ra được cái khinh khí cầu rồi nha. Nói chung là tạm ổn đi. Tạm thời như vậy là mình thấy ổn nha. Đó, wow, ông Thịnh cái gì mà ông Thịnh, thấy ông Thịnh ra được khinh khí cầu chưa? Mọi người thấy cái gì chưa? Nhân phẩm các bạn ơi, mình nói rồi, không cần phải mở mấy trăm vé đâu. Một ngày các bạn cứ mở cho mình 3 vé thôi. Trúng hôm thì nó sẽ ra nha mọi người ha. Trúng cái hôm nó may mắn thì nó sẽ ra thôi. Với lại thì cái sự kiện này á, nó cũng diễn ra trong vòng 19 ngày nữa mới kết thúc. Cho nên là cứ một ngày 3 vé, 13-30 đấy. Thì các bạn tính lên cho mình. Wow, quá đã các bạn ơi, có khinh khí cầu rồi nha. Nhả vía cho những bạn nào mở ít vé nhưng mà ra được xe hiếm nha. Đặc biệt là cái khinh khí cầu nha mọi người. Wow, cực kỳ dễ thương luôn.
Mình thấy ở trong game á đang có một cái sự kiện mình thấy cũng khá là hay nha các bạn. Đó là cái sự kiện offline. Nói chung á thì gọi là offline vậy thôi, chứ thật ra thì cũng không phải là offline hoàn toàn nha mọi người. Chỉ là một cái sự kiện của các game khác nhau thôi. Trong đó thì có game của mình nữa. Đợt trước thì có một lần rồi, đợt này cũng xảy ra một lần, đợt này cũng diễn ra một lần nha mọi người ha. Thì đợt này vẫn tổ chức tại nhà thi đấu Phú Thọ luôn. Rồi bạn nào mà ở trên cái đường Lý Thường Kiệt á thì các bạn sẽ biết được cái nhà thi đấu Phú Thọ nó nằm ở đâu nha. Bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh á thì các bạn search tên cho mình là nhà thi đấu Phú Thọ ở trên cái đường Lý Thường Kiệt nha mọi người. Rồi thì các bạn coi nè, địa điểm tổ chức là ở đây nha. Đó, rồi đây chính là hoạt động và quà tặng của mọi người khi mà các bạn tham gia trong cái đợt sự kiện offline của game mình nha mọi người. Rồi ở đây thì sẽ có quạt cầm tay nè, móc khóa BTG nè, gối kê cổ nè, áo thun nè, nón bootcat nha mọi người. Rồi mền, chùm ngủ, gối kê cổ, gói kim cương. Ai, gối kim cương chứ không phải là gối kim cương bạn ha. Gối kim cương nè, áo thun nè. Và đặc biệt á là mình thấy trong cái đợt event offline lần này của game á, các bạn biết có cái gì mới không? Đó chính là cái hộp Blink Box nha mọi người. Thì cái hộp này á thường chỉ tặng cho những bạn nào tham gia các cái sự kiện thi của game á, thì các bạn đoạt giải á thì các bạn mới nhận được cái hộp này thôi. Chứ bình thường thì cái hộp này các bạn khó mà nhận được lắm nha mọi người. Nhưng mà đợt này ở trong cái sự kiện offline á thì mình có thấy game cho các bạn tham gia một cái vòng quay may mắn. Nếu như các bạn quay hên xui á thì nó sẽ trúng được cái hộp Blink Box này, và các bạn mở ra ngẫu nhiên nó sẽ có các con gấu của các mùa VIP khác nhau. Đó, quạt cầm tay nè, nón bootcat nè, áo thun nè. Rồi mọi người thấy không? Đó, nói chung thì cái đợt sự kiện lần này á các bạn đi á thì cũng rất là ngon nha. Đồ phần thưởng thì mình thấy rất là nhiều luôn. Bạn nào mà đang ở gần á thì có thể ghé đến cái địa điểm tổ chức. Đúng rồi, cái thời gian tổ chức đúng không? Thời gian tổ chức các bạn đợi mình một tí nha, đợi mình một tí. Thời gian tổ chức hình như là bắt đầu từ ngày mùng 11 tháng 5, 11 tháng tháng 5 nha mọi người, nghĩa là ngày mai á. Có nghĩa là ngày mai nha các bạn ha. Rồi, ngày mai đúng không? Thời gian là từ 9:30 đến 14:30 thứ bảy ngày 11 tháng 5. Đó, rồi các bạn nhớ ghé đến gặp mặt các NPC của game nè, cũng có thể là các bạn YouTuber khác cũng đi tham gia cái sự kiện offline này luôn nha mọi người. Ủa, hôm qua mình bị nhầm rồi các bạn. Thì đây mới là cái mùa VIP Pass trong cái tuần này. Còn cái mùa VIP Pass mà mình đăng lên cho các bạn xem ngày hôm qua thì là ở trong cái tuần tới nữa nha mọi người. Có nghĩa là VIP Pass của mình là VIP Pass tiếp theo. Còn ngày mai á là sẽ là cái mùa VIP Pass bệnh viện này nha. Mà mọi người á sẽ nhận được một cái chiếc xe, mình thấy nó cũng khá là dễ thương khi mà có một con gấu ở đằng sau đẩy mọi người đi. Còn ngoài ra thì sẽ có đồ cũng giống như là nội thất của hospital của bạn của bệnh viện thôi nha. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là chiếc xe nhá. Nhìn hơi màu mè một tí, mình thấy hợp với lại các bạn nữ là hơn mọi người. Tại vì khi mà các bạn chạy á, nó cũng có cả cái hiệu ứng trái tim nữa. Rồi, bạn nào muốn xem full chi tiết đồ ở trong gói này không? Đây các bạn ơi, mình đã phát hiện ra có thêm một cái hộp bốc thăm mới. Mà hôm bữa mà mình đã nói với mọi người là mình sẽ đăng clip này lên cho mọi người xem. Thì hôm nay mình mới đăng hơi muộn một tí nha. Rồi, hộp bốc thăm này có tên là chúc phúc san hô nha mọi người ha. Chúc phúc san hô nha. Rồi, ở trong này thì mình có thấy nó có ghi á là có một cái cần câu. Một cái cần câu mới nha, tỷ lệ của nó là 1% thôi, rất là ít luôn. Một cái cần câu tên là chúc phúc san hô. Rồi, một cái cần câu mới. Bạn nào muốn xem được cái hình ảnh của cần câu này á thì nhớ xem hết clip này của mình nha. Trong đó thì sẽ có một cái đầm chúc phúc của san hô nè, tóc nè, bó hoa nè, vương miện nè, bồn tắm, cầu nước chúc phúc nè, san đa chúc phúc nè, đèn nè, thảm nè và ghế sò và hoa thôi nha mọi người. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cây cần câu mới sắp tới này. Cái cần câu này mình nghĩ là nó sẽ ra mắt trong cái đợt sự kiện Rainbow, sự kiện cầu vồng á. Mọi người sẽ dùng cần câu để mà câu những cái loài cá đủ màu á mọi người. Trời đất ơi, thế nên là hôm nay mình sẽ đăng full chi tiết về cái hộp bốc thăm mới cho các bạn coi. Và những bạn nào đang xem video của mình á thì nhớ là để dành vé carbon cũng giống như là kim cương nha. Rồi, đây chính là tất cả những cái món đồ ở trong cái hộp bốc thăm san hô chúc phúc nha mọi người. San hô tinh phước lành nha mọi người đó. Rồi, ở trong đây các bạn coi nè, một cái vương miện hình cái san hô, một cái set đồ của nữ rất là đẹp luôn. Và điều đặc biệt các bạn biết cái gì không? Cái cần câu san hô. Cái cần câu san hô này là cái cần câu mình thấy rất đặc biệt nè. Chẳng lẽ cái phao bây giờ là cái viên ngọc trai các bạn? Chẳng lẽ cái phao là cái con ngọc trai á mọi người? Rồi khi mình quăng xuống thì nó có hiệu ứng các cái bọt nước nó nổi lên giống như cái cần câu mỏ neo. Bây giờ nếu như nha, có mỏ neo, có cả san hô nữa thì là nói chung là mình gọi là có nguyên một cặp gọi là bắt bại luôn á mọi người. Vừa có san hô vừa có mỏ neo nữa, một cặp dưới biển bắt bại luôn á. Cặp này mà dành đi câu cá dưới biển này chính là hết cá luôn mọi người. Mọi người thấy cái món đồ cuối cùng không? Nhìn thì giống cái khinh khí cầu vậy thôi chứ thật ra không phải khinh khí cầu nha, nó chỉ là cái đèn thôi nha mọi người. Nó chỉ là cái đèn thôi nha. Có một cái giường san hô nữa kìa, không biết giường của thú cưng hay là giường của mình nữa. Rồi, còn lại thì những cái món đồ nội thất trang trí san hô thôi chứ không có gì mới nha mọi người. Đồ thì cũng là đồ của nữ luôn. Mà quan trọng là mấy ông con trai thì nhớ là săn giúp mình cái cần câu nha. Cần câu này là cần câu của nam á nha mọi người ha, nam nữ đều xài được luôn á.
Cần câu này mà chỉ số ngon này, hiệu ứng đẹp nữa thì Woodshop nhất luôn cho mình thôi.